Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh Long An chịu ảnh hưởng chủ yếu gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình mạnh, giải hội tụ nhiệt đới qua Bắc Bộ hoạt động yếu dần. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, trên địa bàn toàn tỉnh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 85%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Về tình hình thủy văn, mực nước khu vực phía Bắc lên do nước đổ về, mưa tại chỗ. Dự báo ngày mai 25 tháng 7, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Mộc Quá là 0,8m, tại trạm Tân Hưng là 0,97m, tại trạm Vĩnh Hưng là 1,02m và 1,37m là mực nước cao nhất được dự báo tại trạm Hưng Điền B. Trong khi đó, tại trạm Vĩnh Đại, mực nước được dự báo thấp hơn, đạt mức 0,96m. Đối với khu vực phía Nam, mực nước lên theo kỳ triều cường rằm tháng 6 âm lịch. Dự báo ở các trạm chính như sau. Tại trạm Tân An, mực nước cao nhất vào ngày mai là 1m, còn tại trạm Bến Lức là 1,2m. Trong ngày có 2 lần xuất hiện đỉnh triều với khoảng thời gian từ 8 đến 10 giờ và từ 17 đến 19 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, tại miền Đông Nam Bộ, khu vực này mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, khu vực này mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.